tại anh đã bao giờ tìm cái duyên cơ. Ngày xưa có cái banner Yukari và Kassen ấy. Và mình trúng Kassen ở cái tài khoản đến đây nó rerun lại, và lúc ấy cũng có banner Yomoden nên mình không định luôn nèo ấy. Thế mà không hiểu sao mình trúng nốt Yukari trong 10 lần đầu tiên. Còn sang tài khoản phụ thì nói chung mình lười nên cũng skip cái banner ấy. Rồi tuần trước đến lượt banner Yogina và vẫn đang Yomoden nên mình cũng chỉ định roll một tí rồi ấy. Thay vì roll 10 lượt một lúc ấy thì mình định roll 5 cái rồi. Thế mà sang lần thứ 5 Okina tự xuất hiện nên mình kiểu ok đi. Rồi mấy ngày trước game thông báo là banner tiếp theo sẽ là hai chị em này nên mình quyết định lùi thời gian quay đến tận bây giờ. Và với lượng tiền thừa mấy ngày đó thì mình cũng đem tiêu luôn vào cái 10 row banner ấy. Và đéo hiểu sao đúng cùng một vị trí thứ 5 luôn ấy. Và thế đấy, mình không có duyên với Super Fat nhưng lại có duyên với mấy nhân vật hiền giả này. Thôi không có thời gian nữa. Một dấu hiệu nữa là nếu có chữ continue ở đây thì rồi là cái gì đó tập mới. Nhưng có vẻ là không. Nghèo. Tôi sắp nghèo rồi. Ow. Ow. Cái này hơi đau ấy. Amma, mày còn nắc không? Mà tao xin nhé. Connecting. Nó connecting. Nó connecting. Chưa phải nhân vật. Đẹp to. Đi nữa. Không phải một cô xanh mà là một cô đỏ. Mình chấp nhận. Thế là gần trúng rồi. Tiếp theo cái này phải luôn. Kiếm thêm nhân vật bởi vì hắn tôi không có nhân vật nào cộng với nâng cấp cả. Ôi yay, hai nhân vật mới. Tính Okina nữa thì là ba. Đừng tuần này chắc mình show nốt hai nhân vật kia rồi. Mình nói kia bởi vì mình quên mất là còn ai rồi. Anyway, đã có rerun event luôn. Fuck. Fuck ơ. Hiện giờ cũng đang có tháp nữa mà. Bạn biết cái nào đấy? Chương 2, tập 5. 5 và 6. Tuy trong lượng thời gian lần này mà mình sẽ làm 3 hoặc là 4 phần. Bắt đầu ơi, tập 5 phần 5. No battle. Nếu mình quay sớm hơn, có khi khí của nó không tăng. Cửa reset.
Okay, I guess. Và giờ là tập 6. Nếu mình nói đúng thì tập 6 có 4 phần. Ê, chào Okina. Nhưng lần này mình sẽ có ai trước nhỉ? À đúng rồi, quay Shifushino. Đây, hoa bút. Wow, cảnh này quen này. Cái này kiểu đủ kỳ lạ. Thế không chuyện này mặt trăng không quay gì à? Vì để một cái tháp vươn lên mặt trăng thì có khá nhiều vấn đề về vị trí. Để mình sao ta. À.
Họ lại chết rồi. Buồn cười đấy, bởi vì cả lần trước và lần này mặt trăng cũng lãnh đủ ấy. Đúng. À, vậy trước tiên sẽ là quay chi ấy, I guess. Thực ra vì tài khoản chính của mình không quay chi nên mình cũng chưa tìm hiểu nhiều. Mình chỉ biết là em rất là xinh mà. Mình thích cái thiết kế con lọn tóc trắng này. Ôi không, không có nguyên tố. Rất nhiều nước. Khoan đã, tại sao quay chi với chi nó giống nhau ấy? Ok, con này yếu với nước nên. Rất kiêu. Ok, lại một lũ nữa yếu với nước. Chúa. Fun thing is fun. XD. Okay, tiếp theo là metal. Đây, 4 metal. À mà bây giờ cái game nó ghi luôn số lượng web ở đây rồi. Tôi nắm game. Ok. Chuyển nó cút đây này. À, ta tiếp tục nữa. You think? Quá sáng hay là quá tối?
ôm nó một cái không? Trả 9,99 luôn là tuấn lắm. Anh là khu ác bà. Kimi no na wa? Kino, 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 Kino,
Water. Ồ, con này cũng nước này. Mẹ. Nãy giờ nó nghe nó bị bóp cổ. Không thể ăn hia giọng chiên đô cứ như giọng của Marisa tăng thêm một nốt đấy. Anh nốt even nó vừa nói ra gì à? Không người nung tiếng à? Tôi không à. Đúng rồi, nó nói gì? Tại sao? Tại sao? Mình chưa bao giờ để ý rồi đấy. Mình nghe chưa nổi trăm lần rồi. Chưa bao giờ thấy nó giống Marisa hết. Ok, tiếp theo là battle. Mình đợi chút. Mình không thể. Mình không thể cho qua này cả. Thì ta mày nói thế à? Spell cut void đâu? Spell cut void đâu? Ok, what? Spell cut void rồi. Raise ở đây. Không phải. Không, mày chẳng nghĩ gì cả. Ok vậy. Cứ chẳng giọng con kia. Ui, cân này ngặt giống nứt nè. What the fuck? Oh. Oh. Thì ra là ở trong tài khoản chính. Vì lý do là gió giọng của Chino là cái giọng này. Đừng khiến tài cầu phụ lại lấy cái giọng mang xa. Yeah, cái giọng này hợp nhất này. Đừng đây là giọng mang xa, what the fuck. Oh, sorry. Mà nghe hết voi của bọn này kìa. Còn nhiều thứ bị nguyền rủa nữa. Well. Yeah, ta vẫn còn thời gian nên mình sẽ là nốt phần 3 này. Wow. Mình vừa ngủ gật trong lúc quay. Thank you.
Thực ra nó cái cung cấp nhiều thông tin rồi. Cách chiến đấu rồi loại đạn. Khá nhiều thông tin đấy. Giáo suy luận. Yeah, suy diễn thì thú vị. Nhưng vì ngay từ đầu người chơi đoán được tự bị mất là gì ấy, nên không cảm thấy mặn mà như trong trường đầu tiên nữa. Như kiểu quên mật khẩu nhá. Bất tử dễ vậy. Tưởng chúng mày tìm rồi mất rồi.
Wow, ngạc nhiên chưa? Khó hiểu quá. Thật sự đường này không thể bằng chung một được. Chứ không phải là vì nhân vật chính chạm vào. Tất nhiên rồi, lần này lại là một từ liên quan Rimu. Chỗ này nên dịch. Tôi đổi giọng con này rồi. Tại sao nghe có đúng chiên nó mày sáng rồi.
đồng bằng. Mình đang tưởng tượng là mấy ký ức này bay ra dưới dạng mấy bong bóng và các thứ. Đâm đầu xuống đất. Ui. Thiết kế này thì mình không có ý kiến gì. Mình chỉ hay để ý cái phần nằm này. Nó hơi tròn quá. Không hiểu sao mình cứ để ý chỗ ấy mãi. Ê, xin lỗi. Nghe giống như ai đó ấy mẹ. Tại sao lấy bài này team của Matrix đỏ này. Anyway, kể cả normal thì cái này cũng khó đánh ấy. Ok, cảm ơn Marisa xanh. Tôi không nói gì. Mình vẫn nghe nốt cái bài ấy thôi mà. Có thời gian. Ồ, ồ, thật đến đây. Và thế là xong tập này. Tập sau ta sẽ kết thúc chương 2 và tới đâu thì tới.
Ngoài ra còn có banner này nữa mà. Cũng phải xét gì kiểu gì xong rồi. Nếu phải chọn giữa Okina với lại Shion thì mình muốn Shion. Đừng tuyển số trên mình kiểu gì cũng ra Okina. Thực ra mình chả còn gì để làm nữa em nhỉ. Chào các bạn và hẹn gặp lại. À, bạn thấy cái này nào? Mình chỉnh đấy.